Là một người đang làm việc trong lĩnh vực đào tạo PowerPoint thì đây là một trong những món quà quý giá nhất mình từng nhận được từ học viên bởi nó được tạo ra bằng chính PowerPoint. Đó chính là một bức chân dung được tạo ra bởi 482 vật thể trên một slide. Và chắc chỉ cần nhìn qua thôi, chúng ta cũng có thể đoán được đây là khuôn mặt của mình. Tác phẩm kỳ công này đến từ Minh Ngọc, học viên khóa 37 đạt chứng chỉ tốt nghiệp xuất sắc của NiceLine. Đặc biệt hơn nữa, bức chân dung này còn sở hữu 2.165 animation để tạo nên hiệu ứng phác họa cực kỳ ấn tượng và mãn nhãn. Điều đáng quý hơn nữa, cách đó 2 năm, Ngọc đã từng học NiceLine một lần rồi, nhưng cô ấy đã quyết tâm quay trở lại để sở hữu tấm bằng xuất sắc và dùng chính kiến thức của NiceLine truyền đạt trong khóa học để dành tặng giảng viên một món quà để đời. Và nhân đây, NiceLine cũng xin dành tặng cả nhà bộ ảnh chân dung theo phong cách 3D thời thượng tại đường link niceline.vn/avatar. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của NiceLine để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của NiceLine, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.